Xin chào các bạn, mình là Lê Thị Linh, sinh viên năm 2 khóa 1 của Đại học EDIC. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu cho các bạn về cách lập Facebook bằng Gmail, cách ấn nick vào cà chua kê và cách chạy Facebook tự động. Thứ nhất, để lập được một nick Facebook thì các bạn vào Gmail, sau đó thêm một tài khoản và nhận mã xác minh. Sau khi lập được một tài khoản Facebook thì các bạn đăng nhập và các bạn lấy mã xác minh để xác minh cái Facebook của bạn, và sau đó lấy UID trên mỗi nick Facebook. Và để dễ nhớ nhất thì các bạn có thể tạo một file Excel lưu Gmail, lưu pass email, pass Facebook hoặc là UID trên file Excel đó để các bạn dễ nhớ. Tiếp theo thì để biết được tài khoản Facebook nào của bạn còn sống hay là đã chết thì các bạn vào Google, các bạn vào phần check leave account trong website trungbeo.com để có thể biết được Facebook nào của mình sống hoặc là Facebook nào của mình đã chết. Thì của mình là có 8 nick và đã mất 1 nick rồi. Tiếp theo là để cách vào một phần mềm nuôi nick thì đó là vào phần cà chua kê và để phần mềm này có thể chạy được nick của bạn tự động thì các bạn vào phần thêm tài khoản. Trong này thì nó sẽ hiện ra một bảng đó là UID, email, pass thì name, phone các thứ, thì các bạn chỉ cần nhập ba hàng đầu tiên đó là UID, email hoặc pass Facebook là các bạn có thể nhập được một nick Facebook vào. Ví dụ như mình nhập nick này vào. Sau các bạn nhấn cập nhật, nó sẽ tự chạy ra nick của bạn. Bước tiếp theo thì để chạy được một nick Facebook của bạn thì các bạn trước hết các bạn nên chọn các phần thay đổi trên này. Mình chọn vào phần đăng bài, lướt tường và đọc tin nhắn, follow page. Tiếp theo để chạy được một nick Facebook tự động thì các bạn nhấn chuột phải vào nick đó và chọn tài khoản, chọn đăng nhập. Sau khi các bạn chọn đăng nhập xong, máy sẽ tự động chạy cho các bạn. Đó, máy mình bắt đang chạy. Sau khi bạn chọn đăng nhập và hiện ra nick Facebook thì nó sẽ tự động thao tác các
thao tác các việc như đọc thông báo này, hoặc đọc tin nhắn, hoặc là vào trang cá nhân của bạn để cập nhật. Trên đây là bài giới thiệu của mình về cách lập Facebook bằng Gmail này, ấn nick vào phần mềm nuôi nick cà chua ke và cách check một tài khoản Facebook còn sống hay đã chết và cách tự chạy Facebook và cách tự đăng nhập Facebook tự động. Có gì sai sót và thiếu sót thì mong thầy cô và các bạn sau khi xem có thể góp ý và sửa đổi giúp mình. Mình xin chân thành cảm ơn.